trong phim này, trong văn học thì bọn em được biết là Chí Phèo đã giết Bá Kiến. Vậy thực tế là như nào? Quan trọng ở vườn chuối lúc Chí Phèo và Thị Nở ấy. Tên anh là Chí, nhưng mọi người cứ gọi anh là Chí Phèo bởi vì anh sẽ uống rượu Chí Phèo lắm đấy. Thằng nào đấy? Bà Kiến đây, mấy bè ở đây. Ông cho mà uống rượu nhá. Cụ còn cứu dân là tìm công ăn việc làm cho dân làm, chứ không phải là như trong phim nói. Rất là vui mừng được gặp quý vị và các bạn trên kênh YouTube Bình luận viên Tạ Biên Cương, khám phá và trải nghiệm. Và tất nhiên không phải là chuyện khám phá làm sao để hái được một trái roi như này, đúng không? Vì như thế thì chắc là khán giả cũng sẽ đánh roi Biên Cương mất. Đây là một series kênh hết sức là thú vị, hấp dẫn, nơi mà quý vị và các bạn sẽ cùng với Biên Cương khám phá rất nhiều những câu chuyện độc, lạ hoặc những góc nhìn mà quý vị các bạn có thể đã nghe, đã thấy, đã được kể. Nhưng qua những video trên kênh YouTube Bình luận viên Tạ Biên Cương khám phá và trải nghiệm, quý vị sẽ có một sự cảm nhận rất mới. Và một trong những nét mới của những sản phẩm trên kênh YouTube Bình luận viên Tạ Biên Cương khám phá và trải nghiệm đó là series video theo chủ đề trong phim ngoài đời. Trong phim thế nào, ngoài đời ra sao, trăn trở nhiều thì Biên Cương lựa chọn một tác phẩm kinh điển của nhà văn Nam Cao, đó là Chí Phèo. Và hôm nay chúng ta sẽ khám phá Chí Phèo ở rất nhiều góc độ.